Và kính thưa quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính phủ, các cơ quan ban ngành, quý nhà tài trợ, cùng quý vị doanh nghiệp, cùng toàn thể quý vị quan khách đã dành chút ít thời gian quý báu của mình đã đến dự chương trình trong chương trình Xuân 2020 hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và kính thưa quý vị, với mục tiêu gắn kết cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại hội nhập, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa xa Úc đang cần rất nhiều sự hỗ trợ chiến lược phát triển marketing online hiệu quả đến với cộng đồng và những người tiêu dùng. Chúng tôi được mạo muội tổ chức chương trình Doanh nhân hội nhập hành trình trên 63 tỉnh thành, và số đầu tiên được tổ chức tại ngày hôm nay, ngày 10 tháng 1 năm 2020. Chúng tôi mong muốn đem tất cả sức trẻ, lòng nhiệt huyết, mục tiêu gắn bó và kết nối cộng đồng với những giá trị nhân văn đến cho mọi miền đất nước thân yêu Việt Nam. Và chúng tôi rất mong và rất là mong mỏi được sự ủng hộ, đồng hành của tất cả quý vị doanh nhân, tất cả cơ quan ban ngành các cấp và các quý báo đài, cùng tất cả bằng hữu của tôi cùng chung tay làm những điều giá trị nhất. Cuối lời, tôi xin được phép thay mặt cho ban tổ chức, bằng hữu của tôi, những nhà tài trợ, những đối tác của tôi đã đồng hành cùng tôi và các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức chương trình cộng đồng của tôi trong 10 năm qua và tại đây chương trình Doanh nhân hội nhập. Tôi ấp ủ rất nhiều trong 10 năm qua và được tổ chức số đầu tiên. Kính mong quý vị sẽ luôn đồng hành, sẽ luôn hỗ trợ cùng tôi, và không phải cho tôi, và cho những mảnh đời khó khăn bất hạnh, và nhất là những doanh nghiệp được mang những sản phẩm của mình, tâm huyết của những doanh nghiệp đến những người tiêu dùng, lan tỏa và khát vọng yêu thương và được thành danh trên con đường nghệ thuật, con đường doanh nghiệp và con đường tương lai sáng tạo của mình. Một lần cuối, tôi xin được trân trọng cảm ơn sâu sắc đến tất cả cơ quan ban ngành, các vị lãnh đạo, các cơ quan báo chí, bằng hữu đã có mặt trong buổi tối hôm nay với chủ đề Xuân họp mặt 2020. Xin trân trọng cảm ơn.